có thể nói là mình hãnh diện. Đây là đúng ngày tháng 11, 2017 là lần đầu tiên theo về Việt Nam anh chị. Và đó là 2 năm về trước. Xin anh chị màn hình. Ở đây này chị. Nên có thể nói là kỷ niệm 2 năm về trước, lần đầu tiên khi rời 37 năm mình có mặt là diễn giả ở trong cái chương trình của SOV Việt Nam. Cái ngày đó mình có nhiều cảm xúc anh chị, nhiều cảm xúc vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình rời quê. Đây là cái hình ảnh trước, đó là ba bốn hòn tự của mình anh chị, hạnh phúc nhất trong cái hành trình bao nhiêu năm kinh doanh. Nhưng mà có thể nói là khi về, cái hạnh phúc nhất là người mẹ, người vợ hàng ngày với ba hoàng tử của mình, sau bên mình em 6 tuổi Logan Bình Minh, 5 tuổi và Lance Hòa Bình, 4 tuổi. Thì cái hành trình của chúng ta, mọi anh chị em ngồi đây, mình biết là nó không có dễ, đúng không? Cái sự tự do, anh chị em nào muốn tự do về thời gian và tài chính xin giơ tay. Ok, thì cái hành trình đó gia đình của mình đấy anh chị, định cư qua Mỹ tới ngày hôm nay là 40 năm anh chị. Mình là con chính giữa của 9 người con, thì lớn lên có thể đó là người sống sinh ra chính giữa, lúc nào mình cũng muốn ép đứng sau lưng người ta. Thì lớn lên mình là có thể đó là con người rụt rè nhút nhát. Nếu mà hôm nay cái việc của mình không khá, xin họ hàng hai bên bỏ qua. Thì em chỉ biết là vì sống ở Mỹ nhưng mà mình sinh ra ở Đà Nẵng anh chị, thì với gia đình môi trường mà đánh cá 14 đời rồi anh chị, thì qua Mỹ để nuôi 9 người con, ba mẹ vẫn mua cái tàu đánh cá, đây là chiếc tàu ở Mỹ anh chị, để nuôi 9 người con. Thì mình nhớ là cái cảnh mà khi lớn lên á, mẹ thường ngồi có nghĩa là trải lưới ra, cái này là anh chị thấy cái phòng ăn ở nhà ở Mỹ anh chị. Mình nhớ một cái ngày mà nó thay đổi cuộc đời của mình là mẹ đưa lưới ra garage, ở Mỹ là garage là người ta đậu xe, không máy điều hòa, không máy ấm. Nhưng mà mình nhớ là cái ngày đó mình thường ngồi giúp mẹ trải lưới. Mình biết là mình đứng lên, mình đi học, mẹ vẫn ngồi trong cái garage lạnh đó 6 tiếng cho đến 8 tiếng. Mình cũng có thể là 13 tuổi thôi chị, mà nó mình bước đi mà cái tâm trạng mình, cái trái tim mình cũng khóc. Vì mình nói đây là đất Mỹ mà sau gia đình mình cực như vậy. Mình ngày đó mình ra một cái quyết định anh chị. Nên hôm nay cái tựa đề của mình đó là liên là nhiều nhất anh chị. Trước nhất là mình phải quyết định một cái quyết định nào đó mà có thể nói là đổi đời. Và cho tin rằng trong cái sự kiện ngày hôm nay, các anh chị ra cho mình những quyết định mà đổi đời anh chị. Tại ngày đó mình quyết định là mình muốn giúp ba mẹ về hưu. Mình không biết cách nào, mình cũng không bao giờ suy nghĩ tới kinh doanh. Nên mình chọn cái ngành y tá anh chị, một cái ngành mình có thể cống hiến nhưng mà không cần phải xã giao nhiều, không cần phải tiếp thị nhiều. Và cái ước mơ đó mình nói với ba mẹ là sau này con sẽ giúp ba mẹ về hưu, con sẽ đưa ba mẹ đi chơi. Nên quan trọng là mình phải ra một cái quyết định. Và cái ước mơ đó anh chị, nó phải chạm tới trái tim của mình. Khi mình nhìn cái hình ảnh của gia đình mình, con cái của mình có rơi lệ không anh chị? Nếu mà nó chưa rơi lệ là các anh chị chưa sẽ tác chiến, chưa sẽ mạnh mẽ và anh chị sẽ bỏ cuộc trong cái hành trình này. Mình nhớ cái ngày mà có thể nói là cũng một ngày thay đổi cuộc đời của mình, là mình vào một cái bài, một cái hội nghị người anh của mình giới thiệu mình vào một cái bài chương trình anh chị. Mình chỉ không nhớ trên khăn phòng có nước, mấy lọ nước, có sản phẩm tương đối như skin, nhưng mà mình không nhớ cái điều đó, mà mình chỉ nhớ là người diễn giả đi nói là nơi đây chúng tôi không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, bạn từ đâu đến, quan trọng là bạn có ước mơ và chịu học hỏi và kiên trì, bạn sẽ biến ước mơ đó trở thành sự thật. Mình không biết tại sao mà mình tin về cái điều đó anh chị. Mình tin vào ngày đó, mình về mình không ngủ được, mình dỗ làm xong và mình bắt đầu suy nghĩ những ước mơ. Anh chị em nào ngày đầu tiên gặp New Skin, anh chị em không ngủ được không? Xin giơ tay. Đó, mình không ngủ được. Và sau đó lập tức mình nói với ba mẹ mình là con muốn làm này, con muốn rồi tiếp tục mình đi những cái sự kiện, mình đi những cái buổi họp, lúc đó 20 mấy tuổi anh chị, người phụ nữ, con gái đi họp buổi tối. Mình nhớ một ngày anh ruột của mình bỏ cuộc anh chị, trong cái hành trình network marketing, và anh ta làm mọi cách làm sao em gái cũng bỏ cuộc theo. Đây anh chị biết là sau lưng mình đó, là mỗi khi mình về nhà đó, là mình ảnh sầm xì, ảnh nói với ba mẹ thôi con Cherry nó đi rồi, những cái đó là ảo tưởng, những cái đó không có thật. Anh chị em nào bị gia đình nói như vậy không? Nhưng mà mình nhớ có một ngày mà nó cũng là một ngày mà mình ra một cái quyết định, mình đến với anh ta vì kiện mình cần mượn 75 đô anh chị để đi một cái sự kiện. Tại lúc đó 20 mấy tuổi vừa đi học đâu có tiền,
Mình chỉ cần mượn 75 đô thôi, mà anh ta nhìn tới mặt mình, anh ta nói mày ngu, tao là kỹ sư nè, anh đã bỏ cuộc rồi, mấy cái đồ này không đúng. Mà mình chỉ nhớ là mình chỉ nhìn vào anh ta, mình chỉ nói là nếu mà sau này em thất bại, em sẽ không đổ thừa anh và gia đình này. Mà xin anh từng ngày này bỏ tới anh, để em sống, để em tiếp tục, để em biết là em đã give my all, là mình đã công hiến hết trong cái hành trình này. Nó không dễ anh chị, vì lúc đó là năm 1994, anh chị biết là hơn 25 năm về trước. Có thể nói người Việt Nam mình làm đất quan anh chị nó không có nhiều, nhưng mình may mắn, có thể là may mắn trong hành trình này anh chị sẽ gặp những người thầy, người ta có thể dìu dắt anh chị. Vì cái người thầy này đối với mình nói những cái điều mà thay đổi cuộc đời của mình. Trước nhất là mình ngồi đó mình than phiền tại sao gia đình mình nghèo, tại sao sống ở Mỹ như thế nào. Mọi người thầy đó, anh Điên cũng biết người thầy đó, nói với mình là Terry, nếu mà bạn muốn thay đổi cuộc đời, trước nhất bạn phải thay đổi. Và tên của công ty đó là World Leadership Group. World Leadership Group là lãnh đạo toàn cầu. Và mình ước ao trở thành lãnh đạo anh chị. Tại mình cảm giác như mình rụt rè, nhút nhát ở trong gia đình, ai sai đâu mình đi đó, mình không phát biểu, mình không nói. Nhưng mà mình biết để thay đổi cuộc đời mình phải thay đổi, thứ nhất là cái tư duy. Và sau đó có thể là 7 năm trong cái tập đoàn Number One về tài chính đó, mình đạt được cái vị trí cao cả, quý là Senior Field Chairwoman. Đây là những người kiếm hơn nửa triệu đô hàng năm, các anh chị. Mình chưa có chồng, chưa có con, tại sao mình phải làm việc tốt chính như vậy chị? Vì một cái ước mơ. Người lãnh đạo phải biết là mình đi về đâu và mình ước mơ mình như thế nào, mà không phải là chỉ ước mơ của mình anh chị. Trong cái hành trình đó mình ước ao giúp nhiều người, cái đấy đó là mình đạt được tất cả cái ước mơ của mình trước khi bước chân vào New Skin. Không dễ anh chị, nhiều lần cũng bỏ cuộc, nhưng rồi mình kết cuộc mình đưa ba mẹ đi chơi, trả bill hàng tháng cho ba mẹ, và sau đó xây căn nhà riêng cho mình trước khi lập gia đình. Đó là trong một cái ước mơ mà cho nên là nhiều phụ nữ ngồi đây cũng mong là mình có đọc được về thời gian và đại trận này chị. Và cái hành trình đó 10 năm về trước khi thị trường suy thoái về tài chính, có thể đó là bao nhiêu thành công, thì 10 năm về trước mình trở lại công suất không anh chị. Với New Skin trong 6 tháng đó mình mất nhà, mất cửa, khi người ta nó nghèo, nó gặp eo, xe cũng bị hư luôn anh chị. Trong 6 tháng đó mình cầu nguyện anh chị. Mình rất là, ngày đầu tiên mình nghe tới đó mình đam mê. Mình đam mê là đây là cái môi trường mà có thể cho một người bình thường đạt được những điều phi thường anh chị. Và cái tầm nhìn của mình là mình chỉ cầu nguyện tìm một cái công ty chấn thịnh, một công ty bền lâu, một công ty vững chắc. Quan trọng là một công ty có trái tim nhân hậu. Và tôi mong tin rằng anh chị em cầu nguyện và cơ duyên đã đưa đẩy anh chị em có mặt ngày hôm nay. Anh chị em có tin vào duyên số không anh chị em? Mình tin rằng như vậy, vì 10 năm về trước anh chị, mình bước vào một cái sự kiện lớn. Vì mình tin rằng trong cái hành trình trở thành người lãnh đạo, trở thành thành công, là mình tin rằng sự kiện là nơi mà nó thay đổi cuộc đời con người. Vì tháng 1 2019 mình ngồi nơi sự kiện anh chị, kick off thị trường bất kỳ. Mình bước vào đó, cái hình ảnh đó là anh chị nhìn là mình có thể là 90 mấy thao anh chị. Nghĩa là mình tới bờ hoa lá đó, vừa hết tiền, vừa đang ở trong phòng sofa của ba mẹ ở phòng khách đó. Và mình bước vào cái sự kiện đó của New Skin. Mình ngồi đầu sau bằng cái xe 2.000 người như thế này, với một cái thái độ là ô, New Skin là một công ty xa xỉ phẩm, ô, New Skin công ty cũ. Mình hiểu nhầm về New Skin anh chị. Nhưng mà sau hai ngày đó mình cảm giác như là ơn trên đã đưa đẩy mình tới cái ngày đó anh chị. Nên quan trọng là cho dù mình mất đi tất cả anh chị, cho dù anh chị trong cái hành trình cuộc đời mình có thể mất, nhưng quan trọng là mình không mất niềm tin anh chị. Và mình ngồi đó, mình tin rằng một lần nữa, lúc đó mình 35 tuổi rồi anh chị, hôm nay 45, ok phải không anh chị? từ ngồi đó, Nam Cali thủ đô, người Việt Nam sống đông nhất mà không có người Việt Nam ở trên sân khấu anh chị. Và khi người ta nói về tầm nhìn tương lai cho thị trường Việt Nam, không biết tại sao, tuy tiếng Việt của mình ngày đó, tập đoàn trước đó mình làm là người Mỹ, không phải anh chị, mình nói tiếng Mỹ từ sáng đến tối, mình không biết tiếng Việt nhiều, nhưng mình thấy được cái giá trị của cái kinh doanh này. Quan trọng là người lãnh đạo phải có tầm nhìn anh chị, mình thấy được cái giá trị của kinh doanh này, mình ước ao làm sao mình trao được cái công nghệ này, cái cơ hội này cho cộng đồng người Việt Nam, tức như là ở thị trường bất Mỹ. Và khi mình có tầm nhìn đó anh chị, mình sẽ thu hút những con người
cùng chung cái tầm nhìn đó. Và cái người thứ nhì mình gọi lên là anh Tiên của Yến, anh chị. Anh Tiên, mình nói anh Tiên. Lu Skin sẽ mở về Việt Nam, xin anh chị cho anh Tiên của Yến tầm vỗ tay. Là một người có người tầm nhìn rất là lớn. Hai anh em quen nhau trong ngành tài chính. Nhưng mà khi mình có hỏi anh Tiên, mình đâu có hỏi anh Tiên là anh Tiên muốn làm đẹp không? Mình hỏi anh Tiên, Lu Skin sẽ mở về Việt Nam. Anh nhớ tới Lu Skin chưa? À, cái vì mình đã khẳng định và mình sẽ lan tỏa cái này. Nên ngày hôm nay, trước nhất là anh chị phải biết mình muốn cái gì. Vì mình muốn cái gì, mình sẽ thu hút những con người để đáp ứng được cái ước mơ đó chị. Đây là cái hình ảnh anh chị. Đây là cái hình ảnh mà Ruby đầu tiên. À, có nghĩa là người Việt Nam và Mỹ là 10 năm về trước. Đây là cái Ruby, anh chị lên trời Ruby là nó đưa anh chị tới thăm công ty thôi, không có đi chơi nha anh chị. Đây là 7 cặp Ruby Việt Nam đầu tiên. À, trong số những Ruby này chị biết là 80% bây giờ là $1 million circle of excellence anh chị. Tuyệt vời không anh chị? Đến cái hành trình 80 ngày, 7 cặp này. À, cái hành trình ở trong cái kinh doanh của chúng ta đó là không phải là cái thành công của mình anh chị. Cái hạnh phúc hơn là khi mình thấy những người trong đồng đội của mình hạnh phúc vừa qua, anh chị thấy những executive, những Ruby bước trên sân khấu. Giống như mình thấy con của mình biểu diễn vậy đó, đúng không anh chị em? À, nên cái kinh doanh này mình, đối với mình, New Skin 10 năm về trước là không phải thành công cho mình nữa. Mình rất là may mắn được trải nghiệm cái điều đó. Nhưng mà với cái hành trình về đất nước qua kinh cái thành công, anh chị em nào thật sự giơ tay muốn tự do, giơ tay cho mình. Ok, chị nói đòi hỏi anh chị phải trở thành lãnh đạo, phải nhiều nhất người khác, trước nhất là mình phải nhiều nhất bản thân mình anh chị. Mình phải nhiều nhất bản thân mình hàng ngày. Mình phải hỏi chính bản thân mình có tuyển dụng mình không? Mình có chọn mình là người sponsor không anh chị? Cái điều đó hàng ngày, cái mà mình có thể nói là mình không thông minh nhiều nhưng mình thích đọc sách. Thế này hơi giống người anh của mình là đi. Thích đọc sách anh chị. Khi mình đọc, mình suy nghĩ thì suy nghĩ nó ra cái gì chị? Lời nói đúng không anh chị? Lời nói ra hành động. Hành động ra thói quen ra sứ mệnh của mình. Và khi mình hiểu được cái điều đó, mình đọc sách rất là nhiều. Nên ngày hôm nay anh chị đặt cho mình cái mục tiêu là mình phải trở thành lãnh đạo anh chị. Mình phải nhiều nhất. Lãnh đạo là sao? Anh chị em nói là lãnh đạo đúng không? Cho anh chị nhìn cái hình ảnh này, nó kỷ niệm 2 năm về trước, tháng 11, 2017 mình có mặt ở đây, ở nơi Việt Nam lần đầu tiên. Anh chị em nhìn cái hình ảnh này nó rất là đẹp đúng không? Nhưng mà có người đi đưa tay trái, có người đưa tay phải, có người đưa lên. Đó là cái đội ngũ của chúng ta. Đôi lúc mình muốn những gì tuyệt vời, tốt cho họ, nhưng họ cũng, mình nói đi phải, người ta đi trái, đúng không? Mình nói trái và đi phải. Nhưng, nó giống như là đuổi mèo vậy đó anh chị. Đúng không anh chị em? Làm việc với con người đôi lúc mình cảm giác đi đuổi mèo. Nhưng mà khi mình có thể dìu dắt một cái đội ngũ đó, thì nó ra một cái tấm trong tranh rất là đẹp anh chị. Mình không có thể là hình dung được cuộc đời của mình là có cơ hội dìu dắt người. Vì có thể mình có bạn và chị là bác sĩ tại nhà chị. Chị nói đi đâu, gia đình đi đâu là cả người đi. Chị nói đúng là đúng, sai là sai, không ai cãi. Nên mình lớn lên cái môi trường mình không nghĩ là cái giá trị của mình. Nhưng khi bước chân vào đây, mình bắt buộc anh chị, bắt buộc phải thay đổi hàng ngày để xây dựng, để nhiều nhất. Mình nhớ là khi mà mình là mới đó chị, mới vào kinh doanh đó, mình để ý anh chị, mình để ý những người upline, mình để ý người upline thành công của mình đến thành phố. Mình để ý từng cư chỉ, từ lúc anh ta bước ra khỏi xe đến lúc mà chuẩn bị đi ăn đó, anh ta mở ví cái gì ở trong ví của anh ta nữa. Mình để ý rất là chi tiết anh chị. Anh chị nghĩ là người trong hệ thống của mình không để ý mình, nhưng người ta để ý anh chị, từng cư chỉ của anh chị, từng cái thái độ anh chị ngồi đây, từng anh chị có ghi chép không. Anh chị nghĩ giống như là con của mình vậy đó. Mình nghĩ là không coi chứ không quan sát, đúng không anh chị em? Nên là quan trọng lúc nào cũng hình dung lại, đưa lại 20 mấy năm về trước khi mình bước chân vào đây, cái tư tưởng của mình như thế nào, vì người thầy của mình dạy, một ngày nào đó mình quên mình từ đâu đến, mình sẽ trở lại đường cũ. Anh chị, nên khi làm việc với con người đó, nó rất là đơn giản. Đối với mình nó đơn giản, nó có thể khó vì con người mà nó khó, nhưng mà nó đơn giản là như thế nào. Cái câu mình thường nói là khi anh chị tuyển dụng người đó, chúng tôi làm việc với con người chỉ cái đầu tiên anh chị ấy, muốn tập trung một chút, có thời gian hỏi họ. Nếu tiền là không phải là vấn đề thì bạn sẽ làm cái gì,
Và anh chị nên tốt nhất là hỏi cái câu đó khi ở nhà người ta. Mỗi khi mình tuyển dụng ai đó, mình tới nhà người ta, anh chị, mình coi hình ảnh, mình coi nhà người ta, hình ảnh con cái, hình ảnh người ta sống như thế nào. Và khi người ta nói tới ước mơ của họ đó, mình ngồi mình ghi chép xuống, mình ghi vào tâm. Vì những giây phút mà người ta muốn bỏ cuộc, anh chị, những giây phút người ta gọi anh chị để cho những cái lý do tại sao người ta muốn bỏ cuộc, anh chị, thì anh chị có thể nhắn nhủ: em ơi, chị nhớ là lúc ngồi với em nói chị là em muốn làm cái này, đưa ba mẹ đi chơi đúng không? Đi Thượng Nhĩ Kỳ à? Ok, hay là đi Dubai gì đó. Cái điều đó có còn đúng không em? Hay là em chỉ nói cái đó cho xuông miệng thôi? Nếu mà cái điều đó còn đó, ngày hôm nay nếu mà em bỏ cuộc đó, thì cái điều đó có thể xảy, có bao giờ em sẽ biết được sự thật không em? Nên đó là cái mà mình được trả lương để trở thành lãnh đạo trong này đó anh chị. Là lúc người ta muốn bỏ cuộc, lúc người ta không còn thấy niềm tin, lúc người ta hết hy vọng, mà mình cho người ta tia sáng, mình nhắn nhủ lại. Nên quan trọng là anh chị có bỏ thời gian để hỏi người ta những ước mơ mà khi người ta chia sẻ đó, người ta rơi lệ đó anh chị. Và thứ gì nữa, nếu tiền đó, nếu tiền là không phải là vấn đề ha. Và tới mình đi đến cái câu thứ ba, những người anh chị biết là mình đem vào đó, không phải là chiếc tàu nào đó nó cũng đem vàng cho mình. Ở trên bên Mỹ là nó là silver ship đó, silver là chiếc tàu nhung hả, bạc, bạc thì nó chưa phải là vàng. Phần đông 70% những người vào hệ thống của mình đó, người ta không thấy, họ không có tự tin là họ sẽ thành công, anh chị. Và cái đó là cái mà kỹ năng của người lãnh đạo, làm sao mình dìu dắt họ, mình làm việc với họ, mình kèm và cho họ cảm giác là mình cùng đồng hành với họ, chứ không phải là họ cô độc trong cái hành trình này. Thì cái chiếc tàu vàng đó nó sẽ biến thành chiếc tàu vàng cho anh chị. Có thể nó là dưới 5%, anh chị ví dụ người vào đây là người ta đã là có những kỹ năng được lãnh đạo, nhưng mà mình có thể chia sẻ cùng anh chị 25 năm trong cái thương trường này, 80% những người mình vào đây là những con người giống như mình, sợ sệt, nhút nhát, nhưng mà muốn có ước mơ, muốn thay đổi cuộc đời, đó là những con người có thể làm nên lịch sử, anh chị. Nên anh chị phải làm việc với họ, có thể là cho người ta cái tầm nhìn: em thấy, chị thấy em, những sự kiện sắp tới em có thể lên sân khấu, nếu bạn ấy chia sẻ trên đây ngày hôm nay làm được, em cũng làm được, anh chị, em cũng làm được. Chị không nghĩ nếu em làm theo hệ thống, em làm theo thói quen hàng ngày 7 bước, đi sự kiện điều đặn, chị không thấy lý do nào em không thành công, chỉ ngồi trừ em bỏ cuộc, hoặc là anh bỏ cuộc. Trong cái kinh doanh mà nhiều người đó, đôi lúc mình cảm giác như là ai nhiều ai, đúng không anh chị? Ai nhiều ai, đôi lúc đó anh chị có số anh chị đời đau hay gọi có đi sự kiện không? Mình phải là người đầu tiên anh chị, mình là 7 người. Hôm qua mình đang ngồi đây nhưng mà bảo trợ lý đông 10 bé thì mình phải người đầu tiên. Cái điều quan trọng á, có thể nói là mình mong rằng anh chị có thể nói một cái câu với những người trong hệ thống của mình là: tôi sẽ không bao giờ nói bạn làm những điều gì mà tôi không bao giờ làm, hoặc là tôi sẽ không bao giờ nói bạn đi nơi nào mà tôi chưa đi. Được không anh chị em? Nó cho mình cái sự tự tin và nó cho mình cái sức mạnh, anh chị. Vì không có sự kiện nào mình chưa đi. Ở thị trường Bắc Mỹ, cho dù mình làm 14 năm trong năm qua, mình đi TEU hàng tháng như là như thế nào ở đây, mà không phải là $50 bay đó anh chị, trung bình là $500 để bay tới trụ sở trung ương. Điều đặn 10 năm vừa qua, mà thị trường Việt Nam khi mình về đây cũng đi những sự kiện lớn, workshop mình cũng biết đi bao nhiêu lần rồi anh chị. Chỉ khi kinh doanh này, khi mà chị quyết định là SOV sắp tới mình sẽ có mặt với bao nhiêu người và mình sở hữu cái gì, khi mà anh chị đã quyết định được cái điều đó đó, anh chị có thể là mạnh dạn nói với hệ thống của mình. Mình cũng hiểu đôi lúc trong cái tình trạng mình muốn mua lắm chứ, nhưng mà mình không có tiền. Mình cũng từng ở trong cái tình trạng đó chị. Nhiều sự kiện mình đi anh chị, mình ngủ trong khách sạn. Nhiều sự kiện trước đó mình đi, mình mong rằng anh chàng trai nào mua bữa ăn cho mình, tại mình không đủ tiền. Anh chị biết là 10 năm về trước khi mình ngồi trong cái sự kiện đó, mình may mắn gặp được một người đang like, một người trong hệ thống của mình trong ngành tài chính. Và chị ta mời mình ở lại 3 đêm. Tại lúc đó là máy bay của mình phải bay về ngày đầu tiên, mình tới Nu Skin tháng 10, tháng 1, 2009. Mình đến đó để 1 ngày thôi chị, chứ không phải là 2 ngày trong cái sự kiện đó. Nhưng mà may mắn
mình tin rằng một điều nó sắp đặt nếu mình ra một cái quyết định. Vì trong cái ngày đó mình gặp người đại lý, mình không có thể chuyển máy bay lại tại mình đang nghèo. Lúc đó anh chị, lúc đó đang nghèo, không có thể ở thêm qua đêm để trả khách sạn. Nhưng mà chị đó là tên Linh, mình còn nhớ. Chị nói, Terry ơi, ngày mai xong sự kiện chị lái về San Jose, từ Bắc Cali mà lái về Nam Cali, Nam Cali ấy về Bắc Cali. Mà chị 65 tuổi, mình sợ là nếu mà chị đi về mình rồi lỡ cái gì xảy ra, mình ân hận nữa. Nên mình nói ok, chị nói tối nay em ngủ với chị. Anh chị hình dung điều đó không? Mình không có tài chánh 10 năm về trước để ở qua đêm. Nhưng vì mình gặp người đó mà có nhiều lúc ở trong hành trình trước khi thành công, anh chị mình cũng đi mượn, đi xin, đi vã đủ thế để đi những tất cả sự kiện anh chị. Vì nếu mình nhớ lại trong cái hành trình tiên nhanh của mình, trong một sự kiện nào đó mình không đi á, mình cũng có thể bỏ cuộc và không có ngày hôm nay anh chị. Một sự kiện nên quan trọng anh chị, lãnh đạo nào trong hệ thống mà 3 lần sự kiện không đi đó là coi như là cũng còn đeo rồi đó anh chị. Đúng, nó đúng không ta? 3 lần mà không thấy mặt gì đó là coi như là cái gì anh chị? Là mua cô ma. Cô ma là có nghĩa là mua trở thành người thật rồi đó, người vật đó. Đúng đó. Nên chị biết mình rất là quan tâm nha. Nên mình lúc nào cũng chia sẻ với đồng đội là nếu em muốn sống sót để thành công trong kinh doanh này, không được 3 lần vắng mặt trong sự kiện lớn. Và trong một cái sự kiện thôi nó có thể thay đổi cái quyết định của người đó. Mình có một người ngày hôm nay có mặt ngày hôm nay là vì trước khi 3 ngày ra gặp, ủa em không đi SUV hả? Trời ơi em ơi, nếu mà em không đi SUV chị biết là chị sẽ không gặp em 6 tháng sau. Và chị rất là thương em, chị muốn thấy em thành công. Con cái em đang chờ đợi em, chồng em đang chờ em. Cuối cùng em phải làm mọi cách để sắp xếp. Em này có 3 đứa con nha anh chị, mà em có mặt ngày hôm nay. Nên sử dụng người đó anh chị, không phải là mình đem con người vào anh chị, không phải là coi họ như con số. Nên khi mình nghe người nào mà tóc chí nhân con số rồi mình không có vui mừng. Nhưng mà nghe người nào mới tưởng được người nào, và người này được lên vinh danh này sát thêm rồi lên vui vinh. Tại khi kinh doanh của chúng ta đó anh chị là phát triển lãnh đạo, anh chị phải lúc nào phải hỏi sự kiện sắp đến bao nhiêu người lãnh đạo trong hệ thống của tôi sẽ ngồi đây. Vì người thầy của mình nói là mình có thể đánh giá được cái người lãnh đạo đó, cái tiềm năng của người lãnh đạo đó là dựa vào bao nhiêu người theo họ đi những sự kiện lớn. Và thứ gì nữa là người lãnh đạo nào có nhiều người nhất trong những sự kiện lớn nhất sẽ kiếm nhiều tiền nhất. Anh chị nào muốn kiếm tiền nhiều nhất không? Đó, nên khi mình mới vào đó anh chị, đôi lúc mình đâu có nói trên sân khấu nhiều sự kiện, lúc ban đầu mình không ngồi trên sân khấu, nhưng mà mình quyết định làm sao mình có nhiều người nhất trong những bài BB, trong những bài workshop, trong những bài regional. Mình nhìn xong lại mình phải coi thử là team của mình có nhiều người ngồi đó và mình sẽ chiến thắng anh chị. Yeah. Anh chị quyết định cái đó ngày hôm nay nha. Yeah. Nên tuyển dụng người không phải là người anh chị, họ là một giấc mơ, họ là một câu chuyện, họ là một lịch sử. Nên mình nhìn với mỗi con người đó, giống mình cứ hình dung giống như mình rụt rè nhấp nhá. Nhưng vì cái môi trường đó bao quanh, vì cái hệ thống của chúng ta, vì có thể là upline của anh chị không có mặt, hoặc là upline của anh chị có cuộc, nhưng hệ thống có thể trở thành lãnh đạo của anh chị, hệ thống có thể trở thành la bàn của anh chị, hệ thống có thể trở thành kinh thánh của anh chị. Và cái môi trường để mình vinh danh, mình tạo động lực cho họ, cái điều này nó phải cần anh chị. Người ta nó ủng phải thực tế. Anh chị biết mình lớn với gia đình người miền Trung đó, ba mẹ mình nghèo lúc nào cũng nói phải thực tế hết, cái gì cũng phải thực tế. Nhưng mà mình may mắn là thực tế cho mình cái đầu óc họa sĩ anh chị. Mình mơ mộng, mình nhớ là mình cắt cua để đi mơ mộng anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay mình biết cái điều đó nó rất là hữu ích cho cái công việc của mình. Vì nhiều lúc mình ngồi trong những lớp mà chemistry đó, về khoa học đó, mình không biết sao mình không đón được cái những điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình biết là đây là câu chuyện đúng cho mình anh chị. Bắt đầu nó chỉ trách, bắt đầu nó mắng gió đấy, là vì nó không có đồng
hoặc là chơi chút điện thoại để tạo động lực. Nó phải ngồi đây nè chị, những bạn nó phải ngồi đây, đi liên tục. À, mình làm sao đề cao những hội thoại, đề cao những sự kiện để cho nó tạo động lực cho họ. Người nào mà mình nói luôn với những người làm trực tiếp với mình, nếu mà bạn không đi sự kiện, xin lỗi mình không làm việc với bạn. Vì nếu mà bạn không đi sự kiện, mình phải lôi kéo bạn, mình phải nó mệt. Ok, anh chị biết á, mình thường nói nếu mà bạn mua hàng ngày hôm nay đó, tôi sẽ kiếm huê hồng, công ty trả tôi huê hồng. Bạn đi sự kiện UGG đâu có thể trả tôi, đâu có ai được trả nên người tới đây, đúng không anh chị? Nhưng vì tôi thấy được, tôi muốn bạn thành công, tôi muốn bạn đi lâu dài trên hành trình này, đó là lý do tại sao tôi muốn bạn đi những sự kiện. Và khi ngồi xuống, quan trọng là khi mình ngồi xuống để bước thử nghiệm với họ anh chị, mình phải nói cái gì? Bạn đừng có quá hứa hẹn. Cái đó là cái mình cảm giác là nhiều cái lỗi của người bước khởi nghiệp, là mình cho người ta một cái hình ảnh rất quá dễ. Mình phải nói sự thành công đòi hỏi bạn phải làm cái này, thành công phải đòi hỏi bạn đi workshop, mình đi xuống cái ngày workshop. Sự thành công đòi hỏi bạn phải đi SUV 3 tháng nữa, đi ngày xuống. Sự thành công đòi hỏi hàng ngày, đây là những cái hội thoại của hệ thống của team mình, đây đi xuống. Bạn làm được cái điều này không? Nếu bạn không làm được thì bạn thất bại, thì bạn đừng có chỉ trách tôi, được không? Đó, nên mình phải ra những cái điều đó. Nói về cạnh tranh mình sợ lắm anh chị. Hồi đó mình nhút nhát, mình coi những cái đội bắn đá banh hay là nước, những con người này sắp tuyệt vời vậy đó, cái ý chí người ta sẽ nó mạnh mẽ, mình không hình dung được điều đó. Cho đến lúc người thầy của mình nói, Terry, without aggressiveness, all your other capability is a waste. Nghĩa là sao? Nếu mà bạn không có aggressive, là mạnh mẽ, thì tất cả những cái yếu tố khác của bạn nó sẽ lãng phí. Mình nghĩ được cái câu đó. Nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không muốn cạnh tranh, mình không muốn giống như là người đi tập 6 múi như ông Masa, ông phải bắt buộc phải kỷ luật, phải không muốn leo lên cũng phải leo lên, đúng không anh chị? Thì cái kinh doanh này cũng vậy, lúc ban đầu mình không thấy cạnh tranh, nhưng khi mình hiểu được yếu tố này, cạnh tranh thân thiện đó thì chứ mà là đánh đập nhau nha. Ok, thân thiện, anh chị em mỗi tháng phải tìm trong upline của mình hay là sideline cũng được, những đối tác mà mình có thể nó giúp mình phát triển, nó giúp mình mạnh mẽ hơn, nó giúp mình rời khỏi vùng an toàn hơn đó, thì mình nói để coi bạn nào, tôi với bạn ai sẽ trở thành ruby trước, ai sẽ trở thành diamond trước. Nếu mà tôi trả tiền đăng chắc bạn phải mua tôi bữa ăn, được không? Yes. Anh chị em nên làm cái điều đó từ cái điều nhỏ mà nó giúp mình trở thành mạnh mẽ hơn. Mình nhớ hồi mình mới vào Wing Skin, anh chị, mình tới Derek Tillerson, anh đi với chị cũng biết Derek. Derek là Blue Diamond, mình lúc đó là Sex Leader thôi anh chị. Cho dù là Blue Chairman, ngày tài chính vô đây cũng là Sex Leader thôi anh chị. Mình tới Derek, mình nói Derek, tao với bạn, ai sẽ đi team đến trước? Anh ta là Blue Diamond rồi đó chị. Nhưng mà sau đó mình trở thành team leader trước anh chị. Nên anh chị về cái tìm đối tác nào trong UGG gia đình để mình thử thách, mình có nghĩa là compete. Ok, anh chị biết là cái đôi lúc á, lãnh đạo không phải là mình muốn người tôn sùng mình, tại lúc nào mình cũng cảm giác như là cái nghĩa là cái câu tại cái môi trường của chúng ta là tạo lãnh đạo. Team nào, hệ thống nào có nhiều lãnh đạo nhất là team đó chiến thắng anh chị. Vì sao? Đó là cái mà nó tạo cho chúng ta cái sự tự do, cái sự chất lượng cuộc sống, đúng không anh chị em? Chứ nếu mình làm cái này 5-10 năm mà mình phải đi ra cày hồi thì tại sao mình làm cái này? Nên ở đây mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi chu kỳ anh chị phải đặt mục tiêu tạo ra được bao nhiêu lãnh đạo, sẽ tạo ra được bao nhiêu lãnh đạo trong hệ thống mình, ghi những cái chức để thưởng. Nhưng mà khi mà mình nói về thành công để lãnh đạo, cái hành trình nó vun quay đi nó không dễ anh chị. Lúc nào mình cũng nói là kinh doanh nó vun quay đi là sẽ kinh doanh khó nhất mà bạn sẽ chưa bao giờ làm trong cuộc đời của mình.
lý do là tại sao chị nó đòi hỏi mình lắm, nó đòi hỏi mình, nó phải thử thách mình một lần, nó phải bắt buộc mình phải rời khỏi vùng an toàn. Tiếng Việt của mình ngày hôm nay rất là khá chị, vì mình mua quyển sách của Ngô Thanh Băng á, là thành công ngồi vùng an toàn. Mình rất là ngưỡng mộ cô gái đó, mình thấy câu chuyện của mình nhiều trong cái cô. Anh chị biết Ngô Thanh Băng không? À, thế yeah. Mình đọc quyển sách những cái câu cô ta nói nên ngày hôm nay mình tiếng Việt lưu loát là nhờ đọc cái sách đó. Anh chị biết có một lần lúc đó thầy bối nói mình á, bà rượt mình đi phước Ngọc Thọ ở Mỹ nha, bà rượt mình có ba bốn người, lúc đó là có hai người ra ngoài của bản gia đi theo, không biết sao cô thầy bối đó rượt mình mà không có rượt Teresa là vợ của bản gia. Nó có cái gì vậy con đó, tôi không trả tiền con, cứ tới đây tôi có một quẻ hả, mà cứ đi theo mình quanh tiệm nè, khi ông thầy ngồi xuống, ok chị cứ nói đi. Thì lúc đó mình cũng không tin lắm, nhưng mà cũng cái hay vậy cô đó, cô không thông minh hơn người ta, nhưng mà cô sao chết giỏi hơn người ta. Người ta nói mình không cần giỏi, nhưng mà mình you run the system, mình điều hành làm hệ thống thì hệ thống sẽ duy trì và phát triển kinh doanh của mình. Và mình không giỏi nhưng mà hệ thống, nên lúc nào cho dù tới ngày hôm nay 25 năm mình vẫn cao một cái bản nhạc anh chị. Nếu mà OTG không có hiện hiệu trong Nu Skin, mình quyết định Nu Skin là vì mình phải nhìn nó có hệ thống không anh chị. Vì cho dù mình giỏi, mình có 15 năm làm năm qua đi, nhưng mà mình bước chân vào đây, mình không phải là vào để tiếp tục làm việc ngày này qua ngày nọ anh chị. Nên vì hệ thống UGG nên mình biết nơi đây là mình có thể dừng chân New Skin anh chị. Cái hành trình này anh chị em nào có lúc nào mình đi gặp hẹn xong rồi mình lái xe về, trên đường mình nhìn quanh, mình thấy người ta ở trong nhà ăn uống của mình ở ngoài đường đi cô đọc một mình không anh chị? Anh chị em nào cứ lúc cái giây phút đó anh chị muốn bỏ cuộc không anh chị em? Có đúng không? Mình cảm thấy tại sao mình không như người ta? Mình nhớ là lúc mình làm năm qua đi hai mấy tuổi anh chị, mình nhìn mấy cô gái đi chơi rồi cứ chồng cứ vợ của mình cứ chồng, rồi mình nói tại sao mình phải cực khổ như vậy? Tại sao mình không lấy ai giàu đi để cho mình khỏe lắm, đúng không? Tại sao mình phải đi nhiều đêm một mình vậy? Nhưng mà nếu mình chấp nhận sự an toàn thì mình có ngày hôm nay không anh chị? Không. Nên nhắn nhở lại mỗi ngày anh chị, mỗi ngày khi mình thức giấc dậy, cái câu mình nên hỏi là mình có tuyển dụng mình không? Mình có đặt cái niềm tin tương lai của mình nơi cái người ở trong gương không? Và thứ gì nữa là tất cả người trong hệ thống của mình ngày hôm nay làm cái công việc mà mình đang làm đó, ngồi qua TV hoặc là làm những cái điều mà nó không tạo cái kết quả cho mình, tất cả người trong hệ thống của mình làm cái công việc mình làm ngày hôm nay thì mình kinh doanh của mình như thế nào? Anh chị nên hỏi những cái câu đó. Nếu mà tất cả người trong hệ thống của anh chị ngày hôm nay có mặt ở đây thì hệ thống của anh chị sẽ như thế nào? Quá tuyệt vời. Các chị ơi, em nào ngồi đây mà mình chọn chỗ hướng gì mình phải nói nó mạnh mẽ cho để nó có mặt ngày hôm nay. Anh chị em có cảm giác gì vậy không? Sẽ hối hận dài dài, nên phải làm sao tốc chí, làm sao cho người ta cảm giác được mình quan tâm, mình thật sự muốn người ta có mặt ở đây anh chị. Mình tin rằng á, there's no excuse, không có lý do nào tiền người ta nó ô. Mình nhớ Kiệt Nguyễn trước đó, Kiệt Nguyễn nói với Terry, chị ơi em có biết Kiệt Nguyễn là khoa phai chuyên lý anh chị, offline của anh. Kiệt nói em không có đưa người đi sự kiện được, người ta không biết sao em tuyển dụng nhiều lắm mà không đưa đi sự kiện được, người ta cứ nói là lý do không có tiền, không có thời gian. Mình nói với Kiệt là không phải là người ta không có tiền, không có thời gian, nhưng mà cái mà người ta thật sự nói với bạn đó với Kiệt là bạn chưa cho tôi đủ giá trị, tại sao tôi phải bỏ tiền và bỏ thời gian để có mặt cái sự kiện đó. Nên người ta cho anh chị lý do đó là vì anh chị chưa tạo cái giá trị cho họ anh chị. Nên
cái cách của quá hành trình của chúng ta đấy anh chị, phải động lực bằng yêu thương. À, cái này là mình nhận được cái thông tin này từ người sáng lập công ty Sandy Thompson, và ta chia sẻ cái điều này trong cái buổi hội nghị lớn, động lực bằng yêu thương. À, cũng một điều là mình cảm ơn từ đấy là một cái ngày anh chị, cho dù trong ngày đó cuộc đời của mình nó xảy ra như thế nào, ngày mai là ngày mới, ngày mai như là một tờ giấy trắng, mình không có giữ những cái giận hờn lâu hơn anh chị, nhưng mà hàng ngày anh chị phải thật sự có yêu thương gia đình mình không, yêu thương con cái của mình không, để mình rời khỏi vùng an toàn anh chị. Hàng ngày anh chị biết khi mình phải có cái sự yêu thương để mình đi những cái chặng đường mình không muốn đi, mình dạy, hoặc là những ngày trời mưa mình không muốn ra khỏi nhà, mình muốn ngồi trong nhà đọc sách. Mình nhớ 2 năm về trước mình về đây, mình nghe ông xã nói về miền Tây. À, không, vì mình gặp 3 em từ miền Tây 2 năm về trước trong sự kiện SCB anh chị. Mà 3 em lúc tụi em đi quá đêm mới có mặt ở đây. Mình nhìn mặt 3 cô gái bơ vờ, hoa lá cái trái tim của mình. Vì mình cảm giác mình là họ 20 mấy năm về trước. Sài Gòn phải đi 3 tiếng đồng hồ, không sao, mình đi bên Tây. À, dọc vô xe, cái anh tài lái, anh lái nhanh quá, như phi ngựa vậy đấy, 3 tiếng đồng hồ xuống miền Tây. Mà khi tới miền Tây anh chị, tại cái đó là cái chuyến đi đầu tiên mình về Việt Nam sau hơn 37 năm. Mình đến cái vùng mà mình thấy nó nghèo, mình thấy cái vùng như là wow. Nhưng vì trái tim của mình, nơi nào có những con người ra quyết định, nơi nào có ước mơ, và nơi nào có cam kết thì nơi đó sẽ bùng nổ. Và anh chị biết là miền Tây này hôm nay có trên bản đồ của Việt Nam, đúng không anh chị em? Và có thể nói là mình đi về đó gần hơn 15 lần rồi. Nhưng đó là cái gì anh chị? Động lực bằng yêu thương. Có thể nói là ngày hôm nay sau khi tóc chiến 4 năm, mình đi quanh nước Mỹ, xuyên nước Mỹ 2 lần với upline sponsor của mình trên chiếc xe Buda Coach, chiếc xe mà anh đi đó, anh phục cho Terry đó, anh ngồi 2 tiếng và nhức đầu, và Terry ngồi trong chiếc xe 2 tuần với ba lần anh đâu đi xuyên Mỹ anh chị, 2 lần đi 32 tỷ bang, 150 tỷ bang. Nên 4 năm tốc chiến và 4 năm ở nhà sản xuất 3 phần tử. Nhưng mà khi về Việt Nam anh chị, 2 năm về trước mình về Việt Nam, và cái điều mà nó mình chỉ hình dung được cái giá trị mình sẽ trao, nhưng khi mình về mình thấy nó cùng trái tim của mình nó không có diễn tả được anh chị. Và động lực bằng yêu thương là mình không phải là nói về cộng đồng của mình không anh chị, nó vượt biên giới anh chị, nó vượt dòng tộc, nó vượt, vì nơi nào có những con người khao khát, nơi nào có những con người muốn chuyển đổi thì trái tim của mình muốn trao cái giá trị đó. Đây là cái hệ thống, cái team Mỹ của mình, có khoa phai team của người Mỹ đầu tiên trong hệ thống, ngồi trong cái khách phòng đó, người Mỹ Tây Cơ, người Phi Lộc Tân, người Pacific Hawaii đó anh chị, với upline của mình, nhà Jeff Mack. Nên cái kinh doanh này anh chị, người ta không nghe anh chị nói cái điều gì mà người ta cảm nhận được cái trái tim của anh chị, là anh chị có quan tâm tới tương lai của anh chị. Anh chị đừng lo về những cái chi tiết mình làm việc, vì mình có cái hệ thống để hỗ trợ cái điều đó. Nhưng mà quan trọng là người ta, cái câu mình thường nói là people will quit on a business, người ta có thể bỏ cuộc trong cái kinh doanh nhưng người ta không bỏ cuộc với một người bạn hoặc là với gia đình anh chị. Nên anh chị xây dựng cái kinh doanh này như một gia đình anh chị, gia đình sẽ gắn bó với anh chị những ngày người ta muốn bỏ cuộc, nhưng mà vì mình là gia đình. Đó là cái đội ngũ mà mình xây với trong cái team Mỹ, vì động lực bằng yêu thương anh chị. Mình đã quyết định cái này, mình hình dung được cái tương lai sau này mình làm gì cho ba mẹ mình rồi, chứ không phải ngày hôm nay anh chị. Mình đã hình dung được, anh chị có thể hình dung được những gì anh chị làm cho gia đình của chị không, con cái chị không. Tại khi mà ba mình bị tai biến một năm về trước, có thể là trong khi ở trong bệnh viện mấy tháng đó, là gia đình đến nỗi mà đi lo miếng đất để cho ba mình luôn. Nhưng mà khi ba mình khỏe rồi đó, chưa khỏe nhưng mà bị tai biến nữa, người cả gia đình nói là không nên đưa ba về Việt Nam vì đâu có đi bộ được, hành trình khó khăn và ba bị tai biến lớn, có thể bị não nữa. Mà khi mà ba bị tai biến và bị máu não, nhưng mà mình muốn đáp ước mơ của ba mẹ,
chưa về Việt Nam 15 năm về trước. Nên hồi tháng 6 mình đưa ba mẹ về, mà anh chị biết là tai biến mà đâu có ngồi ghế bình thường được. Nên mình mua ghế business class cho ba mẹ bay về Đà Nẵng. Rồi sau đó anh chị, mình ba của mình nhớ hồi nhỏ đó, ba thường vì người đánh cá, ba thường tới những cái bãi biển nhìn ra coi thì có sóng không để đi biển. Đây đối với mình đó là biển, là như là một cái, nó tượng trưng một cái sự khó khăn cho ba mình. Nên khi mình đưa ba mình về, mình muốn mướn một cái căn nhà nào mà nó có biển, mà bước ra đó thì ngồi đó nhìn hành tháng, nhìn biển, biển đẹp, cái này biển mà đen anh chị. Đây cái căn nhà mình mướn ở Ocean Villa chị, 8.000 đô một tháng anh chị. Anh chị nói wow, 8.000 đô tháng, nhưng mình hạnh phúc mỗi ngày khi ba mình có thể ngồi, nhìn ngồi. Mới đây 3 tuần mình đưa ba mẹ về lại Mỹ. Trước khi mình ra bay ra lại đây, chị mình hỏi anh chị có động lực bằng yêu thương gia đình của anh chị, con cái của anh chị để anh chị cam kết và kỷ luật với cái nhà này không? Yes. Anh chị em động lực bằng yêu thương, đó là những người trong thị trường Bắc Mỹ. Mình là nằm trong phần tử core team ở thị trường Bắc Mỹ. Và đây là những con người làm ra lịch sử hơn 30 năm, mở ra nhiều thị trường, nhưng mà điều đặn anh chị, hàng tháng trước khi Nathan Rick về hưu, anh chị là người lãnh đạo tuyệt vời, người hiền thoại trong kinh doanh của chúng ta, hàng tháng mình vinh dự được ông ta đến. Những đây là những con người thường hàng tháng tuần thứ ba công hiến thời gian của họ tới sự kiện TU hàng tháng anh chị. Thì mình cũng xin các chị vỗ tay cho UGG Core Team Việt Nam, những công việc công nghiệp để làm lên thị trường ngày hôm nay anh chị. Và những anh chị em hôm nay và chúng tôi có mặt ngày hôm nay, đó là động lực bằng ý thưa chị. Chị kết cuộc đời của chúng ta anh chị, người ta sẽ không hỏi anh chị có nhà đẹp bao nhiêu, xe gì, nhưng mà người ta sẽ bao nhiêu cái câu chuyện, rồi miệng cái câu chuyện của cuộc đời của họ có tên của anh chị. Vì cuối cuộc đời của chúng ta anh chị, không ai sẽ nhớ là hoặc là người ta sẽ hỏi anh chị kiếm được bao nhiêu tiền. Cái mà nó cũng chấn động trái tim của mình 2 năm về trước khi mình về Việt Nam, mình đi tới nhà thờ tộc của gia đình đó, cái cầu đồng anh chị, thì mình ngạc nhiên là cái tên của mình nó nằm trên cái sơ đồ 14 đời anh chị. 14 đời tên của mình từ thì kim cúc. Mình không ngờ là cái tên mình nằm ở đó không biết bao nhiêu năm rồi. Mình hỏi bà con của mình, anh ơi, 14 đời này có ai làm vua chúa gì ở Đà Nẵng không? Đánh cá hết chị ơi. Anh chị em để quyết định ngày hôm nay, anh chị không cần phải là người tuyệt vời mới bắt đầu, nhưng mà anh chị phải bắt đầu mới trở thành những con người tuyệt vời. Anh chị, anh chị có mạo hiểm, anh chị phải như là cái con sâu. Anh chị cứ làm nhiều, anh chị em cảm giác như mình con sâu. Trước đó mình cũng tại tưởng như mình con sâu, nhưng mình phải mạo hiểm, mình phải leo lên, mình phải trở thành cái cocoon đó. Có thể là chim mà ăn mình đó, người ta sẽ nói mình, người ta sẽ nhờ nó đi sai đường. Nhưng rồi sau khi mạo hiểm, sau khi rời khỏi vùng an toàn, bạn sẽ trở thành một con bướm rất là đẹp, đúng không anh chị em? Rồi đó, theo hình áo mình không có gì phù hợp hết, phải xin nhà nước. Cái slide cuối cùng, hãy trở thành anh chị, hãy trở thành người mà không ai tin bạn sẽ trở thành, được không anh chị em? I love you. Cảm ơn anh chị em để cho mình có bài chia sẻ ngày hôm nay.
anh chị vào tối nay lúc 6 giờ tối, đêm hội của những giấc mơ. Anh chị mặc trang phục đẹp nha, tuy tay đẹp nhất có thể anh chị. Và đừng quên anh chị, anh ta của mình cũng quyết định một cộng một kéo.